Đây là cổng vào, cổng vào cảng Nhật Bản này, cửa biển đấy, từ ngoài biển kinh tế vào đây. Đây là thuyền đến hàng ngày, thuyền nhỏ này. Đó. Đây, không vào đây. Cửa ấy, được lên cao thì tao sẽ vào đây. Đây. Tao sửa chữa đây. Đây vào đây, vào qua cảng đây. Đây là họ nuôi cảnh nuôi cá lồng này. Họ nuôi được biển luôn đấy. Đây vào, kéo vào đây, kéo thuyền vào đây. Đây là thuyền đánh hàng ngày, đây là thuyền nhỏ này. Còn vào trong này là toàn thuyền lớn, thuyền đánh xa khơi, xa bờ này. Đây thuyền đánh xa bờ đây. Đây thuyền nhỏ đánh gần thuyền đánh gần bờ này, đó đang đi vào cảng đấy.
cả Hải Bình này. Thuyền thời buổi này thu mua không nên bắt này vì bắt trời bão gió này, tất cả thuyền tàu đâu đấy hết á, nên em về số ít rồi, nhiều nó ngập nhà. Sơn lại mới kém.